Và sau khi đăng ký khoảng độ 24 đến 36 giờ thì chúng ta vào nhìn này. Ví nhá, thì chúng ta sẽ có 100 đồng Bedford ở đây. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đồng hành với mọi người hướng dẫn tải và cài đặt cũng như là nhận iRoad 100 cái đồng BXN của dự án Bedford Wallet, ví Bedford Wallet mọi người nhé. Thì thông thường sau khi đăng ký xong thì dự án sẽ trả về ví cho chúng ta 100 đồng BXN sau khoảng 24 giờ. Sau khi đăng ký khoảng 24 giờ thì dự án sẽ trả cho chúng ta 100 đồng vào ví như đang hiển thị trên màn hình đây. Rồi sau khi đăng ký xong thì chúng ta có thể vào mục Swap để theo dõi này. Chức năng của nó cũng chưa có gì nhiều. Swap hoặc mục Referral thì anh em có thể copy cái đường link và mã mời này để mời bạn bè nhé. Thì khi bạn bè nhập cái mã mời thì bạn bè sẽ được nhận 100 cái đồng BXN và các bạn cũng được bonus tương ứng. Yêu cầu bắt buộc là phải nhập mã mời thì mới nhận được 100 BXN mọi người nhé. Rồi thì để tìm hiểu cái dự án này thì chúng ta có thể vào trang web bedford.exchange để tham khảo thêm các thông tin. Hiện tại thì dự án đã có cả app cho Android và iOS nên anh em có thể tranh thủ nhận iDrop nhé. Những sàn ví kiểu này khá là ngon đấy. Ngoài ra chúng ta mời bạn bè thì chúng ta nhận được thêm bonus. Mạng lưới trao đổi Bedford. Bedford là một nền tảng blockchain sáng tạo có tất cả thuộc tính cần thiết cho một blockchain hàng đầu. Thì chúng ta cứ tham khảo qua một số cái thông tin, sau đó chúng ta tiến hành làm video, tiến hành đăng ký. Thì video đăng ký, hướng dẫn đăng ký thì mình để phía sau đoạn này, các bạn có thể tham khảo thêm trước khi đăng ký. Đó là chuỗi khối lớp 1 tương thích với EVM. Chuỗi thông minh BXN, mạng lưới trao đổi Bedford là một công nghệ chuỗi thông minh hình thức blockchain. Này là một cách mạng để quản lý tài sản kỹ thuật số một cách an toàn và hiệu quả hơn. Với chuỗi thông minh, người dùng có thể chuyển giao tài sản kỹ thuật số giữa nhiều bên một cách an toàn và minh bạch hơn, một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đại loại đã là ví thì nó phải có chức năng như thế. Thì anh em có thể tham khảo thêm vào trong web của dự án để cập nhật thêm thông tin cũng như là sách trắng của dự án nhé. Nền kinh tế mã thông báo thì sách trắng anh em có thể kích vào nó xem. Cống hiến doanh thu được tiếp thị 50%, thanh khoản DAX, CAX 25%, vốn hóa công ty 21%, đội 2%, phi mã thông báo là chủ cuối 100%, tổ chức thực hiện 100%. Đây là những người trong cái đội quản lý dự án. Thì anh em có thể vào đây để tham khảo thêm nhé. Phía dưới của nó thì có đầy đủ các trang Twitter, Telegram. Thì Twitter mình sẽ tích vào cái Twitter của dự án này. Anh em có thể theo dõi để cập nhật thêm thông tin nhé. Thì dự án này cho iRoad từ hôm 5 tháng 11 cơ. Nhưng mà hôm nay thì mình mới làm video. Nếu như bạn nào đã đăng ký rồi thì cứ tích chữ để đấy và tiếp tục mời bạn bè. Còn bạn nào chưa đăng ký thì nếu mà đăng ký theo cái mã mời của mình, của mình thì các bạn sẽ nhận được 100 cái đồng BXN. Đây mình sẽ tìm cái bài viết mà người ta nói với iDrop. Nha. Chiến dịch iDrop của chúng tôi vẫn đang diễn ra. Tải xuống ví Bedford ngay bây giờ và bằng cách đăng ký bạn có thể nhận được 100 BXN. Hãy tải ví của chúng tôi ngay hôm nay và tham gia cùng chúng tôi. Rồi thì bây giờ chúng ta kích vào cái đường link ở bên dưới nhé. Hoặc là vào trong Google Play hoặc là App Store tìm kiếm cụm từ Bedford Wallet thì nó sẽ ra. Rồi sau khi kích vào link đăng ký mình để dưới dòng mô tả, hoặc các bạn cũng có thể vào Google Play App hoặc App Store để tìm kiếm cụm từ Bedford Wallet như trên màn hình mọi người nhé. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt trên Android, còn App Store thì tương ứng chúng ta nhấn cài đặt này. Quá trình cài đặt nó sẽ diễn ra khoảng mất một thời gian. Rồi sau khi cài đặt xong thì chúng ta nhấn nút mở nhé. Hoặc là cái icon của Bedford Wallet nó sẽ hiển thị ở trên desktop màn hình của điện thoại thì anh em có tự tích vào đó. Rồi anh em nhấn mở này. Thì dự án nó sẽ cho chúng ta cái như thế này. Ta có thể tạo một ví mới. Thì chúng ta nhấn create new wallet nhé. Thì riêng cái ví Bedford Wallet này thì nó yêu cầu chúng ta nhập một số thông tin cũng như là email và mã mời. Thì các bạn nhập thông tin đầy đủ này, họ và tên đệm này, sau đó là tên này, nhập email này, mã mời này, đó là chọn quốc gia của chúng ta là Việt Nam thì
nó sẽ ở dần gần giai đoạn cuối. Đây Việt Nam. Cái này thì các bạn cứ điền thông tin bình thường thôi. Mình đừng mở cửa. Email. Thì cái mã mời của mình đang để hiển thị trên màn hình mọi người nhé. Đây chính là cái mã mời của mình. Thì mọi người nhập đầy đủ thông tin như trên màn hình. Sau đó nhấn Next. Tiểu mục này hệ thống nó yêu cầu chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu, thì chúng ta nhập mật khẩu nhé. Sau khi nhập mật khẩu xong, nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu, chúng ta đồng ý với các điều khoản của dự án. Sau đó chúng ta nhấn Next. Thì dự án nó sẽ show cho chúng ta cái thông tin như này, để chúng ta vào email để xác minh. Chúng ta vào email để ra đi tài khoản nhé. Thì ở đây mình sẽ không thể hiện ở trên màn hình cho mọi người xem, bởi vì là email mình đăng ký lại ở điện thoại khác, nên là mình chỉ mở để xác nhận tài khoản thôi. Ok là được rồi. Như vậy là xác minh thành công, email thành công, chúng ta nhấn tiếp tục Next này. Rồi bây giờ là dự án nó sẽ mở cho chúng ta ghi lại 12 cái cụm từ bí mật. Anh em nhớ 12 cụm từ bí mật này để sau chúng ta còn có thể khôi phục lại được ví nhé. Anh em ghi ra sổ tay, hoặc là lúc này thì anh em phải chụp lại màn hình ngoài để sau khi sang bước tiếp theo thì chúng ta phải nhập đúng 12 cụm từ này. Rồi sau khi lưu ra giấy, ra sổ tay hoặc chụp ảnh màn hình tạm thời, chúng ta tiếp tục nhấn Next. Thì này dự án nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập đúng thứ tự 12 cái cụm từ. Rồi sau khi chúng ta nhập đủ 12 cái cụm từ theo đúng thứ tự thì chúng ta nhấn Next. Như vậy là dự án đã báo là chúng ta đã đăng ký thành công. Bây giờ chúng ta sẽ go to wallet để vào ví nhé. Có thể nó sẽ vào chậm một chút. Đây là giao diện ví. Thì hiện tại là trong ví của chúng ta chưa có 100 đồng BX nào. Thì sau khoảng 24 giờ hoặc hơn, nói chung là khoảng 24 giờ đến 36 giờ thì chúng ta vào lại là chúng ta có thể nhận được 100 BX ở trên giao diện ví. Tuy nhiên là vào một referral này là chúng ta cũng đã có thể nhìn thấy rồi này. Dự án nó thông báo là nó sẽ cho chúng ta 100 đồng. 100 đồng này. Rồi nếu như chúng ta mời bạn bè thì chúng ta copy cái đường link đang hiển thị trên màn hình, hoặc là cái mã mời của bạn đang hiển thị, thì chúng ta mời bạn bè để bạn bè đăng nhập bằng mã mời của chúng ta, đăng ký thông qua mã mời của chúng ta, thì bạn bè sẽ nhận được 100 cái đồng BXN này nhé. Và các bạn cũng sẽ được nhận bonus tương ứng. Vào cài đặt này thì chúng ta có thể show ví này, kết nối với các ví khác hoặc backup wallet. Rồi anh em mình nhớ 12 cụm từ bí mật nhé, cũng như là email và mật khẩu đăng ký tài khoản, bởi vì nếu như chúng ta quên thì chúng ta sẽ không đăng nhập vào được. Bởi vì cái ví này nó khác với một số cái ví MetaMask là chỉ cần 12 cụm từ bí mật thôi. Nhưng chỉ còn trong ví này, khi chúng ta log out ra chúng ta đăng nhập thì chúng ta vẫn cần dùng cái địa chỉ email cũng như mật khẩu, anh em để ý nhé. Còn nếu chúng ta import cái 12 cụm từ bí mật thì sau vào nó vẫn hỏi là email đăng nhập của chúng ta là gì và mật khẩu là gì. Thế em để ý cho mình những từ đấy. Và sau khi đăng ký khoảng độ 24 đến 36 giờ thì chúng ta vào nhìn lại ví nhé, thì chúng ta sẽ có 100 đồng Bedford ở đây. Mặc dù là nó chưa có giá trị, bởi vì là đây là chương trình đăng cho chương trình Aerobe, còn sau này khi nó nít sàn hoặc là nó bên nét chính thức thì lúc đó chúng ta mới nhìn thấy được giá trị của 100 cái đồng BXN này là tương ứng bao nhiêu đô. Đó, thì các bạn vào cái referral này, các bạn copy đường link và copy mã mời để mời bạn bè nhé. Ngoài ra cũng có thể vào mục swap để swap trao đổi các đồng coin khác nhau. Đó. Rồi video mình xin kết thúc ở đây. Thì bạn nào mà chưa đăng ký cái nhận Aerobe cái bí Watford này thì các bạn có thể đăng ký và nhập mã mời để có thể nhận được 100 BXN nhé. Ngoài ra thì chúng ta cũng mời bạn bè khi
khi bạn bè nhập mã mời của chúng ta thì bạn bè sẽ nhận được 100 cái đồng BNG và các bạn cũng nhận được bonus tương ứng. Chúc các bạn thành công.